新早，各位朋友，大家好。新早，新早，各位朋友们，日后chúng ta lại tiếp tục, rồi phải không ạ? Chúng ta lại gặp nhau rồi. Các bạn có khỏe không? Những bài học vừa qua, các bạn học có tốt không? Các bạn thân mến, vừa rồi Giang cũng có nhận được một số ý kiến là hướng dẫn các bạn phát âm theo cái kiểu Latin hoặc là kiểu tiếng Việt thì tiếng Hoa nó sẽ chuẩn hơn. Các bạn thân mến, đừng lo lắng, miễn sao là mình học theo cái người hướng dẫn phát âm trên cái video này là nó sẽ phát âm chuẩn thôi các bạn nhé. Trong cái chương trình Giang dạy là tiếng Trung dành cho người Việt biết nói ngay á, thì cái bài số 11 đó, chúng ta có học về bài một số tên gọi của trái cây. Hôm nay Giang tiếp tục bổ sung thêm cho các bạn về một số tên gọi của trái cây bằng tiếng Hoa nữa nha. Xin mời các bạn. Ha mi qua, ha mi qua, ha mi qua là dưa lưới. Xiang qua dưa lê. Trái kiwi, bài thứ nhất chúng ta học hôm nay Giang bổ sung thêm một tên gọi mới của trái kiwi nữa là chỉ dĩ quả. Trái dâu ở Việt Nam hay gọi là dâu Đà Lạt đó, tiếng Anh gọi là strawberry. Trái dâu, dâu Đà Lạt, dâu dâu tây á, có nhiều người còn gọi là dâu tây, gọi là thảo mỹ. Hồng mạo tan là trái chôm chôm. Giảng thảo, trái khế. Sứ liệu, thạch lựu có nghĩa là trái lựu đó các bạn. Xuỳ mi thảo là trái đào, quả đào. Hồ lũng của là trái thanh long. Phiến của trái táo, apple, trái táo đỏ các bạn nhé. Chào chư. Ở Việt Nam người ta hay gọi là trái táo tàu, tức là trái táo, táo màu xanh, gọi là chào chư. Trái bơ, quả bơ còn một tên gọi khác là lô lì. Quả nho, trái nho gọi là phú thảo. Lãn mỹ là trái Việt Quốc. Man lãn mỹ trái Việt Quốc đỏ. Phú phấn tử trái này người Bắc gọi là quả mâm xôi, gọi là phu phấn tử. Trái lê,
mình đi siêu thị hay gặp lê Hàn Quốc hay là lê Trung Quốc thì trái đó người Hoa thường gọi là xuỳ lý, xuỳ lý, xuỳ lý. Xuỳ là nước, lý là trái lê. Trái lê có nhiều nước gọi là xuỳ lý. Xi giảng lý, xi giảng lý, xi giảng lý. Trái lê nhỏ nhỏ thuộc về trái lê, người ta gọi là lê nước ngoài, tức là lê Tây Dương, là lê nước ngoài. Lũng diền, lũng diền, lũng diền, long nhãn, trái nhãn. Lì zi, lì zi, lì zi, lì zi là quả vải, trái vải. Lý zi, lý zi, lý zi là trái mận, quả mận. Trái chanh gọi là nín mộng, nín mộng, nín mộng. Người Trung Quốc đại lục phát âm là nín mẫn, nín mẫn, nín mẫn, các bạn để ý nhé. Trái dâu tầm gọi là sang sình, sang sình, sang sình, sang sình. Trái bưởi gọi là dâu tử, dâu tử, dâu tử, dâu tử. Trái dưa, quả dưa mà rụp màu vàng gọi là xiào yu, xi qua, xiào yu, xi qua, xiào yu, xi qua, dưa tiểu ngọc. Cà chua bi viên nhỏ nhỏ gọi là sưng nữ phan chế, sưng nữ phan chế, sưng nữ phan chế. Cà chua trái to gọi là phan chế, phan chế, phan chế. Quả mai, trái mai gọi là mấy zi, mấy zi, mấy zi. Suối quả là trái cây, suối quả, suối quả. Nếu các bạn muốn gọi cái cây này là cái cây câu thì chúng ta thêm từ su, 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 su. Ví dụ bình lãng su, bình lãng su là cây câu. Bình lãng quả, bình lãng quả là trái câu. Dâu tử quả, dâu tử quả là trái bưởi. Dâu tử su, dâu tử su là cây bưởi. Dâu tử su, dâu tử su, dâu tử su là cây dừa. Dâu tử quả, dâu tử quả, dâu tử quả là trái dừa. Bài học đến đây tạm thời chấm dứt. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào bài học kế tiếp. Các bạn nếu có nhu cầu gì cần học thêm tiếng Trung, các bạn có thể comment vào cái channel của A Course Việt Nam, tức là Vòng Quanh Việt Nam các bạn nhé. Các bạn cảm thấy bài học này có ích cho bản thân mình và cho giúp ích cho người khác, các bạn có thể bấm subscribe, like và share cái clip này đến cho những người khác. Xin mến chào các bạn thân mến nhé. Chúng ta zai jiàn, wǒ men zai jiàn, zai jiàn. Chúng ta xin chào tạm biệt.